Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay mang tên Hôn nhân chôn vùi tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Dương, người xưa nay luôn vững như bàn thạch diễn một vở cứu nàng khỏi trốn phong trần anh đưa cô gái ấy vào ở trong biệt thự trả nợ thay cô ta mở cho cô ta một cửa hàng nhưng không động đến cô ấy chỉ mỗi ngày đến ăn một bữa cơm bạn bè không hiểu vì sao anh lại làm vậy anh nói tôi chỉ muốn dành được ngày an nhàn trong cuộc sống mệt mỏi này quay về nhà tôi vẫn là người chồng tốt của tư niệm ngày đó con gái bị bệnh lộ dương xuống lầu hỏi sao tiểu mãn chưa đi học con gái đang ăn sáng ngẩng lên nói bố ơi con bị ốm lộ dương sửng sốt nhìn tôi sao lại thế này tôi nói cúm a à, lát nữa đi bệnh viện nghiêm trọng không may là đã hạ sốt lộ dương gật đầu thở vào nhẹ nhõm vậy em lái xe cẩn thận cần gì thì gọi điện thoại cho anh anh hồn tiểu mãn tạm biệt con bé sau đó ra ngoài dì nhìn tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi Tôi cười cười không nói gì, chỉ bảo tiểu mãn ăn nhanh lên. Tôi biết gì ấy muốn nói gì. Đơn giản là con bệnh, người làm cha sao lại như không hề quan tâm. Thậm chí con bệnh gần khỏi rồi, anh mới biết. Điều này dường như bất thường đối với bất kỳ gia đình bình thường nào. Nhưng tôi đã quen, quen đến mức cảm thấy không sao cả. Thu dọn đồ đạc, tôi lái xe đưa tiểu mãn đến bệnh viện. Trên đường gặp tai nạn giao thông, một chiếc xe đột ngột phát nổ khiến ba chiếc ô tô phía sau đâm dồn vào nhau tôi là chiếc xe thứ tư tôi phanh lại kịp thời nên may mắn thoát nạn tôi định quay xe rời đi bất ngờ lại nhìn thấy xe của lộ dương chiếc xe mà anh nói cho người bạn mượn tôi từng hỏi anh đó là người bạn nào anh nói người này em không quen câu trả lời rất thú vị bạn bè mà tôi không quen chắc chắn không thân thiết nếu không thân thiết, sao lại đến mức cho mượn xe? Nhưng tôi không dò hỏi đến cùng, xem như mình là đứa ngốc, dễ bị lừa. Hiện giờ xem ra, đúng là anh không nói dối. Người vừa bước từ trên xe xuống, tôi biết rất rõ. Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ tên của cô ta, Tưởng Ninh. Tưởng Ninh lo lắng kiểm tra tình trạng xe rồi bắt đầu gọi điện thoại không hiểu sao tôi cảm thấy cuộc điện thoại này là gọi cho lộ dương tiểu mãn còn ở trên xe xem hoạt hình lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện được không con gái ngoan ngoãn gật đầu dạ được ạ à. tôi dừng xe một bên đợi không đầy nửa giờ sau một chiếc xe việt giã đen nhanh chóng lao đến người đàn ông trên xe cầm một chiếc áo khoác bước xuống tưởng ninh như thấy được người tin cậy lào đào đi về phía người kia người đàn ông đỡ cô ta phủ áo khoác lên người cô đẩy cô ta vào xe của anh ta tôi không còn hứng nhìn tiếp tiểu mãn ngồi yên nhé mẹ con mình đi bệnh viện tôi chỉ gặp tường ninh một lần nhưng trước khi gặp tôi đã nghe tên cô ta tên cô ta xuất hiện cùng với lộ dương mối liên kết là một câu chuyện hấp dẫn nói thật đã nhiều năm rồi không còn ai dám nhét người vào cạnh lộ dương một là vì lộ dương giữ mình trong sạch hai là tình cảm vợ chồng anh sâu đậm con người từng tự cho mình thông minh đụng đến giới hạn của anh không những anh chấm dứt mọi hợp tác với người đó mà còn đánh người đó một trận nếu vợ tôi hiểu lầm thì xem tôi có đánh chết anh không cứ thế nên mọi việc đã ngừng trong nhiều năm nhưng trước đó không lâu lại có người nổi lên ý tưởng khác có lẽ do thấy hai người kết hôn đã nhiều năm con cái cũng đã lớn nên cho rằng lộ tổng là người không chịu nổi cô đơn không ngờ lại nhầm người nói với tôi là vợ của tiền tổng cô ấy kể đêm ấy cực kỳ thú vị một cô bé bán rượu bị người ta quấn chăn mang vào tặng giống như những phi tần chờ hoàng đế dùng hạnh thời xưa họ cảm thấy không một người đàn ông bình thường nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ đó nhưng lộ dương vào không đến 5 phút đã đi ra. Mặt anh tối sầm lại, áp suất quanh người cực thấp. Anh ấy gọi trợ lý của mình, bảo mua quần áo cho cô gái kia, bảo trợ lý đưa người về, sau đó bắt đầu tính sổ mấy người kia. Nghe nói anh xông vào phòng giám đốc, đánh người kia một trận, sau đó báo cảnh sát có người mua dâm, bắt người kia lại. Tiếp đó anh ngừng hẳn mọi dự án hợp tác với công ty kia vợ tiền tổng nửa ngưỡng mộ nửa than thở lộ tổng đối xử với cô thật trước sau như một tôi mỉm cười khách sáo với cô ấy nhưng lòng tôi thì lại trùng xuống trước sau như một sao? không hẳn từ góc nhìn của người ngoài thái độ của lộ dương tựa như vẫn giống như trước đây nhưng việc lần này anh đã giấu tôi riêng điều này đã là bất thường rồi chưa kể thái độ của lộ dương đối với cô gái kia nếu như trước đây anh sẽ không ở quá 5 phút, cũng không nhờ trợ lý giải quyết hậu quả. Vì thế, tôi đã điều tra một ít về cô gái kia. Tôi phát hiện cô ta đã chuyển mình từ một cô gái bán rượu thành thư ký của Lộ Dương. Khi Lộ Dương về, tôi vẫn còn trong phòng làm việc. Chăm sóc tiểu mãn càng ngày, có rất nhiều việc bị trì hoãn. Còn đang bận sao? Ừ, anh đi nghỉ trước. Tắm giờ xong, anh ở phòng khách chờ em một lát. Tôi quay đầu lại nhìn anh, chúng ta nói chuyện. Lộ dương vô thức cao mày, bầu không khí bỗng ngưng động. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đóng cửa phòng làm việc đi ra. Tôi không biết anh có đợi tôi không. Anh không thích tôi dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với anh. Giống như anh từng phàn nàn với bạn bè, lúc nào tôi nói chuyện kiểu vậy thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả. Hôm nay hiển nhiên cũng thế. Nhưng tôi không muốn tranh cãi với anh, cũng không muốn làm ẩm ý. Vì vậy, khi tôi bận việc xong, ra ngoài, nhìn thấy anh ngồi trong phòng khách, tôi lên tiếng. Uống vài ly không? Vừa uống vừa trò chuyện. Lộ dương nhướng mày, phòng xưng tội sao? <cười> tôi cười, không nghiêm trọng như vậy đâu, tâm sự bình thường thôi. Vẻ căng thẳng của anh thả lỏng, anh đứng lên lấy một miếng bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra, định đưa cho tiểu mạn nhưng giờ xem ra con không có lộc ăn anh nói dạ dày em không tốt ăn một miếng trước đi đừng để bụng rỗng uống rượu đúng là bầu không khí lúc này khá tốt với bầu không khí này chúng tôi có thể trò chuyện tử tế hẳn có thể có được kết quả nhưng cái bánh kem này lại đột nhiên xuất hiện quả nhiên tôi vẫn đánh giá cao bản thân mua ở đâu vậy tôi hỏi lộ dương nói tiện đường thấy một tiệm bánh ngọt không phải ở tiệm của tưởng ninh sao khi tưởng ninh bước xuống xe tôi biết lộ dương đã không làm được lời anh hứa với tôi sau khi điều tra được việc tưởng ninh trở thành thư ký của lộ dương tôi đến công ty anh đúng lúc tôi đến lộ dương không có ở văn phòng tôi hỏi trợ lý tưởng ninh đâu anh ta cứng họng mặt căng thẳng sau đó tôi thấy cô ta ở phòng nghỉ của lộ dương cô ta nằm cuộn người trên giường đơn đắp tấm chăn casmer tôi mua cho lộ dương gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt có vẻ như đang ốm nhìn thấy tôi cô ta hoảng sợ vội đứng lên tôi hỏi lộ dương đâu cô ta cắn môi ngượng ngùng em đang đến tháng đau bụng quá lộ tổng đi mua thuốc giảm đau với đồ uống nóng giúp em tôi gật đầu chúng ta cùng chờ chăm sóc phụ nữ đến kỳ lộ dương rất có kinh nghiệm vì ngay lần đầu tiên tôi đến kỳ kinh chính anh đã pha nước đường đỏ cho tôi thậm chí anh còn đi mua băng vệ sinh cho tôi dù mặt mũi xấu hổ đỏ bừng anh biết loại thuốc giảm đau nào hiệu quả nhất anh cũng biết phụ nữ đến kỳ không muốn ăn uống nhưng lại thích đồ ngọt vì vậy anh mua cho tường ninh loại thuốc tôi thường uống đồng thời mang cho cô ta một ly trà đào táo đỏ một miếng bánh kem tôi đưa đồ cho tường ninh thuốc này khá hiệu quả tuy không có tác dụng nhanh như thuốc giảm đau nhưng lại ít tác dụng phụ nếu thực sự không chịu nổi thì xin nghỉ phúc lợi này công ty vẫn phải có tường ninh sợ hãi gật đầu cô ta nhìn lộ dương thấy lộ dương không lên tiếng thì thất vọng mang đồ ra ngoài chờ cửa văn phòng đóng lại lộ dương gọi tôi niệm niệm tôi đi thẳng vào phòng nghỉ lấy tấm chăn ra ném thẳng vào thùng rác trước mặt anh lộ dương cau mày Em không cần phải làm vậy. Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương. Anh không có gì với cô ấy cả. Cô ta là ai? Thư ký mới. Em hỏi anh, cô ta là ai? Lần này Lộ Dương im lặng. Thật lâu sau, anh mới kể từ đầu đến cuối việc anh với Tường Ninh cho tôi nghe. Anh nói đó là cô gái tội nghiệp, sợ dĩ cô ấy đồng ý với người ta là vì muốn trả món nợ cờ bạc cho cha mình. Cô bỏ học từ nhỏ, không tìm được công việc tử tế, chỉ có thể bán rượu ở quán bar, thường xuyên bị người khác quấy rối. Ngày hôm đó anh gặp cô ấy ở quán bar, cô ấy bị người ta ép uống rượu, cô ấy còn nhỏ. Đúng ra phải có cuộc sống tốt đẹp. Niệm niệm, anh chỉ thấy tội nghiệp nên mới giúp cô ấy thôi. Vậy sao? Điểm khả nghi là Lộ Dương gần như không đến quán bar, thật sự là tình cờ gặp hay là Lộ Dương cố tình đến quán bar để tìm cô ta, khá là thú vị nhưng tôi không đào sâu vào đó chỉ gật đầu tôi nói với anh cho nghỉ việc đi tìm công việc khác cho cô ấy lộ dương đồng ý không chút do dự anh nói không liên hệ với tường ninh nữa anh nói sẽ không phản bội tôi tôi tin không ngờ anh không chỉ nuôi tường ninh trong biệt thự mà còn mở cửa hàng cho cô ta một tiệm bánh ngọt một câu của tôi khiến bầu không khí trở nên bế tắc sắc mặt của lộ dương dần thay đổi từ đánh giá kỹ lưỡng đến lạnh nhạt. Em điều tra anh sao? Anh nói, tư niệm, cô bé đã đáng thương thế kia, em còn lỗ mãng như vậy. Tôi thở dài, lộ dương, anh đang rối loạn. Quan tâm sẽ loạn, nếu không thì hẳn anh phải biết, nếu không phát hiện gì thì tôi không làm việc dư thừa. Tôi mở di động, mở đoạn video do so camera hành trình ô tô ghi lại đến trước mặt anh có những việc không khó để liên tưởng. Nếu như cô ta có thể lái xe của anh, vậy chắc chắn có thể ở trong nhà của anh. Vậy công việc hiện giờ của cô ấy ở đâu ra? Lộ dương không bấm vào video. Anh chỉ im lặng cụp mắt xuống. Rất lâu sau, anh thở hát ra. Bất kể em tin hay không, anh không ngoại tình, không phản bội em. Anh chỉ thấy thương hại cô ấy. Chỗ cô ấy ở, bị bọn đòi nợ quấy rối cô ấy không có nơi nào để đi cô ấy nên có một công việc tốt chứ không phải là dựa vào bán mình đổi lấy tiền niệm niệm những việc này với chúng ta thì không đáng nhưng lại có thể thay đổi cả cuộc đời của một cô gái tôi không kiên nhẫn nghe anh ta nói vì thế tôi ngắt lời anh thích cô ta sao ánh mắt của lộ dương nhìn tôi dần dần thất vọng theo em thì giữa nam nữ chỉ có tình yêu thôi sao tư niệm anh với cô ấy trong sạch em không nên dựa vào suy đoán của mình để bịa đặt về một cô gái lời của lộ dương khiến tôi mông lung tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh ta sẽ nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy tôi vẫn luôn cho rằng anh ta là người thông minh một trong những điều tuyệt vời ở người thông minh là có thể giao tiếp với họ chúng tôi hiểu nhau muốn bày tỏ điều gì trong lòng chúng ta cũng hiểu nên ăn khớp với nhau thế nhưng từ khi nào lộ dương đã không còn quen thuộc với tôi nữa phản ứng của anh không như tôi mong đợi điều này làm những việc tiếp theo sẽ trở nên khó khăn nhưng tên đã lên dây thì không thể nào không bắn tôi không thể để tôi và con lâm vào hoàn cảnh quá chật vật vì vậy tôi quyết đoán lên tiếng lộ dương chúng ta ly hôn đi anh có thể suy nghĩ kỹ càng đến khi anh suy nghĩ xong thì chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể từ lâu tôi đã ý thức được ly hôn là một việc cực kỳ phiền phức trừ khi hai bên đạt được đồng thuận nếu không sẽ là một cuộc trường kỳ kháng chiến đến giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được lộ dương có ý định ly hôn cho đến khi tường ninh xuất hiện đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ nhiều như vậy với một cô gái khác ngoài tôi theo sự hiểu biết của tôi về anh ta không phải anh ta động lòng mà là sắp sửa động lòng vì vậy, tôi yêu cầu anh ta sa thải tưởng ninh. Tôi cho rằng anh sẽ từ chối, nhưng anh đồng ý. Không lẽ tôi nghĩ sai rồi sao? Nửa tháng trước, bạn bè đến chơi, họ ở phòng làm việc trò chuyện. Một người treo lộ dương, mọi người nói hôn nhân là bồ chôn tình yêu. Cậu là người có quyền lên tiếng nhất, cảm giác hiện tại như thế nào? Lộ dương cười, hoàn toàn đồng ý. Ồ, người bạn ngạc nhiên, sao hả, ngắn ngẩm rồi sao? Lộ Dương thờ dài, không đến mức đó, chỉ là nếu biết cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt như vậy, thì thà tôi chơi bời thêm vài năm nữa. Con gái người ta cởi hết đưa vào phòng cho cậu, sao cậu lại không cần? Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, người bạn không cho là đúng, cái gì mà hai việc khác nhau, chỉ cần cậu giấu đủ kín thì chuyện tìm vui này có sao đâu. Lần này Lộ Dương im lặng, qua hồi lâu anh lên tiếng, giọng thở ơ, nói sau đi nghe những lời này tôi khép cánh cửa đóng hở lại quay người bỏ đi lộ dương nổi lên tâm tư tìm việc vui cho dù là vì cô gái được cởi hết đưa vào phòng kia hay là vì nếp sống hôn nhân nhàm chán anh muốn ngoại tình mà tôi thì không thể đợi đến khi anh ta ngoại tình rồi ly hôn vì thế tôi cần chấm dứt cuộc hôn nhân này trước khi anh ta lừa dối tôi tôi nói muốn ly hôn lộ dương im lặng rất lâu anh ta nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ đang vô cớ gây sự. Không chỉ có anh ta, tôi cũng nghĩ đến quá khứ. Đã có lúc tôi thường xuyên nhắc đến việc ly hôn, lúc đó tôi lo âu, đau khổ, không thể làm gì được. Tôi xoa dịu cảm xúc của mình bằng việc cãi vã, bùng nổ bằng việc đề nghị ly hôn, nhưng thật ra tôi không muốn ly hôn thật. Tôi chỉ không biết phải làm như thế nào. Quan hệ của tôi và Lộ Dương rơi vào ngõ cụt không có lối thoát tôi chỉ có thể đâm vào tường hết lần này đến lần khác mãi đến khi vỡ đầu chảy máu phá tường mà ra lộ dương thở dài niệm niệm giữa anh và tường ninh thật sự không có gì cả nếu em bận tâm thì anh sẽ cố gắng hết sức không liên lạc với cô ấy chuyện ly hôn em đừng nói nữa anh không thích nghe tôi cũng thở dài lộ dương đừng vội trả lời anh cứ suy xét thật kỹ đi đã anh thật sự không muốn ly hôn sao dù sao thì hiện tại với anh mà nói ly hôn lợi nhiều hơn hại đêm nay tôi và lộ dương không vui mà tách ra nguyên tuần sau đó anh ta ở phòng dành cho khách đi sớm về trễ không nói với tôi một lời tiểu mãn vuốt quyền chuyện cổ tích mẹ khi nào thì bố về ạ à? sao vậy con con muốn cùng bố đọc quyền chuyện này mẹ đọc với con không được sao con bé nhìn tôi nhưng con muốn đọc quyền này chung với bố cơ. Lòng tôi nhói lên, xem ra không thể thụ động mà chờ đợi được nữa. Biệt thự mà Tường Ninh ở không ra nhà chúng tôi. Lúc trước là do người khác gắn nợ cho chúng tôi. Tôi đến phòng bảo vệ, lấy cớ mất đồ mà lấy video từ camera giám sát. Trong tuần này, không sót một ngày nào, chiều chiều là lộ dương lái xe đến, ở tầm 1-2 giờ rồi lái xe đi. Còn khoảng tầm một tiếng nữa thì anh ta sẽ đến. Cửa chính khóa bằng mật khẩu. Mật khẩu thế nào tôi đã quên mất, chỉ còn cách gõ cửa thôi. Cửa chính nhanh chóng mở ra, một gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thò ra. Sao hôm nay anh... Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta cứng đơ, sững sờ chôn chân tại chỗ. Nhìn thấy cô ta đeo tạp dề, tôi hỏi, đang nấu ăn sao? Tưởng Ninh siết chặt gấu áo, cô tư, Tôi gật đầu, đi ngang qua cô ta. Tưởng Ninh đi theo sau hỏi tôi. Thưa cô, cô có việc gì sao? Ngại quá. Tôi nói, tôi phải thu hồi quyền sử dụng căn nhà này. Cho cô thời gian một tiếng đồng hồ để thu dọn đủ không? Có cần tôi tìm công ty chuyển nhà giúp cô không? Phải rồi, còn cả tiệm bánh ngọt kia nữa. Cô xem trả lại tiền vốn cho tôi. Hay là để tôi thu hồi lại cửa tiệm? Tưởng Ninh mở to mắt nhìn tôi. Vẻ thận trọng biến thành phẫn nộ cô dựa vào cái gì chứ tôi cười dựa vào đó là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân sắc mặt của tường ninh ra dầm lại cô ta lùi về sau một bước lắc đầu cô tư đây là chuyện giữa tôi và lộ dương cô không có quyền can thiệp tốt chúng ta ở đây chờ anh ta tôi tìm một chỗ ngồi xuống tường ninh vẫn đứng nguyên một chỗ không biết qua bao lâu cô ta phá vỡ sự im lặng cô tư Cô có biết Lộ Dương không muốn về ngôi nhà đó đến mức nào không? Ồ, không muốn đến mức nào. Cô ta nhách môi, mắt hiện rõ về miệng mai. Cô ta nói, anh ấy thà làm thêm giờ ở công ty, thà rằng đến ba uống rượu. Cô có biết mỗi ngày về nhà, anh ấy đều ở trong xe hút thuốc lá nửa tiếng rồi mới lên nhà không? Cô Tư, thật ra quan hệ giữa tôi và Lộ Dương không xấu xa như cô nghĩ. Anh ấy chỉ muốn ở có được khoảng thời gian an nhàn trong một ngày ở đây. Áp lực của anh ấy quá lớn. Tôi có thể giúp anh ấy thư giãn. Cô muốn cướp đoạt không gian cuối cùng của anh ấy sao? Cô tư. Cô khiến một người chồng đến cả nhà còn không muốn về. Người làm vợ như cô thật thất bại quá. Nghe thấy chưa? Tôi đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Tưởng Ninh khó hiểu. Tôi do điện thoại lên nói với đầu dây bên kia. Lộ Dương, anh có nghe thấy cô bé của anh nói gì không ở đầu dây bên kia im lặng tôi tiếp tục tôi không dám tưởng tượng nếu tôi còn yêu anh say đắm nghe được những lời này tôi sẽ suy sụp đến mức độ nào nữa nhưng may mắn thay tôi đã không còn yêu anh nữa lộ dương tôi không còn yêu anh nữa chúng ta nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này đi cho anh thời gian hai ngày để suy nghĩ nếu không có được câu trả lời tôi mong muốn tôi sẽ khởi kiện ngày hôm đó cuối cùng lộ dương không ở lại chỗ của tưởng ninh ăn tối khi anh ta về không chỉ tiểu mạn mà dì giúp việc cũng kinh ngạc dì nhanh chóng nấu thêm hai món nữa trên bàn ăn tiểu mạn cực kỳ hào hứng con bé không ngừng huyên thuyên về những chuyện thú vị ở trường mẫu giáo hiếm có lúc lộ dương không nói với con ăn không nói ngủ không nói cơm tối xong chúng tôi cùng chơi trò chơi với tiểu mạn con bé kéo lộ dương đọc quyền chuyện cổ tích mà con đề dành cuối cùng thì hài lòng ngủ thiếp đi từ phòng của tiểu mạn ra chúng tôi ăn ý đi ra phòng khách lần này lộ dương lên tiếng trước niệm niệm có những việc anh không biết phải nói với em như thế nào ngược lại với người bèo nước gặp nhau như tưởng ninh thì anh lại có thể thổ lộ dăm câu niệm niệm anh với tưởng ninh thật sự không có gì cả em có thể xem quan hệ giữa hai người bọn anh là quan hệ trao đổi tương đương anh giúp đỡ cô ấy cô ấy là thủng giác cảm xúc cho anh chỉ thế mà thôi niệm niệm anh không muốn đem những cảm xúc tiêu cực về nhà cho em anh luôn nghĩ chỉ cần trộm nửa ngày rảnh rỗi khi về nhà anh vẫn là người chồng tốt của tư niệm tần số giữa đàn ông và phụ nữ dường như không bao giờ trùng lập tôi đã từng hy vọng nghe được tâm sự thật lòng của lộ dương nhưng anh ta luôn bồn chồn nói với tôi, thậm chí còn cảm thấy tôi bị thần kinh. Nhưng bây giờ đây, khi anh ta bắt đầu bộc bạch với tôi, tôi lại cảm thấy kinh tởm. Lộ Dương, chúng ta có thể ngừng nói chuyện này được không? Việc ly hôn, tôi nói, anh suy nghĩ thế nào rồi? Sự cố chấp của tôi khiến cho Lộ Dương bực bội. Tại sao cứ nhất quyết phải ly hôn, em nói đi, anh sửa. Tôi cũng không hiểu, tại sao anh không đồng ý ly hôn? hôm nay lời tưởng ninh nói anh cũng đã nghe thấy cô ta có ý đó chỉ cần chọc thùng lớp giấy cửa sổ là nước chảy thành sông nếp sống bây giờ không phải khiến anh thấy nhàm chán sao ly hôn không phải là phương án tối ưu hả tôi nói quá thẳng thừng mặt của lộ dương lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy anh ta siết chặt nắm tay nhìn đi nơi khác gầm nhẹ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn tôi ngả người ra sau vậy anh thật sự nên suy nghĩ kỹ đi lộ dương mối quan hệ giữa chúng ta ràng buộc quá chặt chẽ quan hệ giữa hai gia đình dự án liên quan cũng nhiều còn có những khoản đầu tư thượng vàng hạ cám quan trọng nhất chúng ta có tiểu mạn nếu có thể hợp vui vẻ tan thoải mái đừng để xé rách mặt nhau quá khó coi tôi thực sự khuyên anh muốn ngoại tình thì ly hôn trước anh nói anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn anh cũng sẽ không ngoại tình tại sao em không tin anh sự nhẫn nại của tôi dần cạn kiệt anh nói đi, anh muốn như thế nào thì mới bằng lòng ly hôn đây?" Lộ Dương nghiến răng nghiến lợi, "Anh không ly hôn, vì sao chứ? Vì anh yêu em." Lộ Dương buột miệng thốt ra, làm cho tôi không chịu nổi, tôi nhắm hai mắt lại, tôi nghiến răng, "Anh đừng yêu tôi, tôi xin anh, anh đừng yêu tôi." Tôi và Lộ Dương là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, chúng tôi là tình đầu của nhau cũng là tình yêu duy nhất của nhau suốt quãng đường đi tới lộ dương đã nói yêu tôi vô số lần lần đầu tiên nghe thấy tim tôi như lỡ nhịp nghe nữa thấy dịu dàng quyến luyến thư hạnh phúc như có được cả thế giới ấy từng làm tôi mê muội trong khoảng thời gian dài cho đến khi lộ dương phá vỡ tất cả sau một lần say rượu anh ta nói với tôi anh ta vẫn yêu tôi nhưng anh ta không yêu tiểu mạt nếu không có em, đối với anh, tiểu mạn trà là gì cả? Đây là lời yêu thương tình cảm ư. Không, nó làm tôi không rét mà run. Nếu một người đến cả con ruột của mình còn không yêu, vậy thì anh ta chỉ nên yêu chính bản thân mình mà thôi. Lộ dương, thật ra cuộc sống hiện tại của anh ngoài việc hơi tẻ nhạt, hẳn là cũng khá thoải mái. Dù gì thì tôi không cần anh về sớm, không yêu cầu anh bầu bạn. Tôi không kiểm tra hoạt động của anh, không can thiệp lịch trình của anh, anh nhẹ nhàng trở thành cha một đứa trẻ năm tuổi anh có gia đình có vợ có con lại không cần bỏ ra bất cứ điều gì vì vậy anh làm những chuyện xấu xa như vậy lại còn có thể đúng lý hợp tình mà nói không ly hôn là vì anh là người được lợi có phải không lại như vậy lại là như vậy lộ dương tức giận chúng ta có thể việc nào ra việc đó không lôi chuyện cũ ra có được không tư niệm thế này thật vô nghĩa Việc nào ra việc đó phải không? Được. Anh muốn ngoại tình. Đã là sự thật. Không phải Tường Ninh thì cũng là người khác. Quan hệ giữa anh và Tường Ninh đã vượt qua phạm vi bạn bè nam nữ bình thường rồi. Tôi có lý do chính đáng nghi ngờ anh đã ngoại tình. Anh không có. Lộ Dương gầm lên. Tôi cười lạnh. Tôi không tin. Vậy thì phải làm thế nào thì em mới chịu tin đây? Làm gì thì tôi cũng không tin. Lộ Dương trừng mắt giận dữ. Tư niệm, em đang cản quấy tôi gật đầu thế thì đã sao nào lộ dương nếu tôi đã đưa đơn ly hôn thì tôi sẽ bằng mọi giá chấm dứt cuộc hôn nhân này anh có thể xem lời tôi nói là lời đe dọa mặt của lộ dương vô cảm tôi nói tiếp hay để tôi nói rõ hơn công ty anh đang ở trong giai đoạn quan trọng để ipo anh cứ suy nghĩ kỹ đi vạch trần bê bối sẽ tai hại hơn hay chúng ta ly hôn hòa bình sẽ ít thiệt hại hơn lúc này lộ dương im lặng tôi đã nói tất cả những gì cần nói, còn lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của Lộ Dương. Anh ta có một đêm không ngủ. Nửa đêm tôi xuống lầu uống nước, thoáng thấy ánh đèn hắt ra từ cửa phòng làm việc. Ngày hôm sau, chúng tôi đưa Tiểu Mạn đến trường mẫu giáo. Chờ Tiểu Mạn đi vào, Lộ Dương nói với tôi, anh đồng ý, nếu đây là điều em muốn, anh bằng lòng theo ý em. Tôi và Lộ Dương ly hôn xuân sẻ, mọi việc đúng như tôi mong đợi chỉ cần anh ta đồng ý thì mọi chuyện sẽ đơn giản vốn dĩ tôi không muốn lợi dụng lộ dương trong việc phân chia tài sản nhưng anh ta lại giao cho tôi hơn nửa tài sản có lẽ nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi anh ta hút thuốc nhẹ nhàng nói xem như cho tiểu mạn tôi không từ chối chấp nhận chúng tôi ly hôn không hề giấu giếm ai rất nhanh bố mẹ hai bên đều biết ban đầu họ tức giận họ không hiểu vì sao gia đình nhìn qua yên ấm Vậy mà chúng tôi lại ly hôn. Lộ Dương liếc nhìn tôi, lên tiếng. Chúng còn không hòa hợp. Ba tôi đập bàn. Có chắc là không phải vì người phụ nữ khác không? Cha mẹ Lộ Dương không hiểu. Người phụ nữ nào? Mẹ tôi nghiêm mặt. Người phụ nữ cậu ta nuôi ở trong căn biệt thự phía Tây. Còn... Đối mặt với sự thất vọng của bố mẹ ruột, đối diện với sự chất vấn của ba mẹ tôi, Lộ Dương càng cáu kỉnh còn với cô ấy không có gì cả còn chỉ thấy thương hại cô ấy mọi người tin hay không thì tùy mẹ nắm tay tôi nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng ăn xin ven đường cũng đáng thương lắm đấy sao không thấy cậu dắt họ về nhà những lời này khiến cho lộ dương sững sờ biểu cảm gương mặt của anh ta phức tạp anh ta nhìn tôi muốn nói lại thôi lộ dương rời khỏi biệt thự tôi không chia cách anh ta với tiểu mạn tiểu mạn nắm tay tôi bố đi công tác hà mẹ tôi lắc đầu nói với con sau này bố không ở đây nhưng nếu như tiểu mạn nhớ bố thì có thể gọi điện thoại cho bố mỗi tháng bố sẽ dành thời gian dẫn con ra ngoài chơi được không tiểu mạn ngoan ngoãn gật đầu trước khi rời đi lộ dương ôm tiểu mạn thật lâu có cảm giác lưu luyến không rời sau đó tôi nhờ dì dẫn tiểu mạn vào nhà tôi biết lộ dương có chuyện muốn nói với tôi anh ta hút một điếu thuốc vẻ bạc nhược anh ta nói, chúng ta cứ phải đi đến bước này sao? Chúng ta không thể bắt đầu lại được sao? Tôi thở dài, bắt đầu như thế nào đây? Tiểu mạn đã 5 tuổi rồi, anh bỏ lỡ những bước đi chập chững của con, bỏ lỡ những tiếng bập bẹ học nói của con. Anh còn nhớ câu đầu tiên con nói là gì không? Anh còn nhớ lần đầu tiên con gọi bố là khi nào không? Bỏ lỡ là bỏ lỡ, không thể nào bắt đầu lại được. Lộ Dương cười, mặt đầy vẻ trào phúng, lại là như vậy, em luôn luôn nói chuyện giữa chúng ta là tiểu mạn, nhưng mà tư niệm trước khi anh là cha của tiểu mạn thì anh là chồng em. Đúng, không sai, nhưng tôi đã không còn yêu anh, tôi không mong chờ anh là một người chồng có bất kỳ thay đổi hoặc bù đắp gì cho tôi, tôi chỉ hy vọng anh còn có thể là một người cha tốt, nhưng làm không được thì cũng không sao, người trưởng thành hy vọng thất vọng là chuyện bình thường thôi cha của Lộ Dương vô cùng tức giận về những việc Lộ Dương đã làm, ông lấy lại cửa tiệm của Tưởng Ninh, đuổi Tưởng Ninh ra khỏi biệt thự, lấy lại cả chiếc xe kia, hành động nhanh chóng quyết liệt. Không chỉ có Tưởng Ninh không còn gì, mà cha Lộ Dương còn dùng quy tắc gia đình để phạt Lộ Dương. Ngày hôm đó, Tiểu Mạn cũng có mặt, lúc cha Lộ Dương cầm cây gậy đánh anh ta, Tiểu Mạn vọt tới, con bé vừa khóc vừa nói: "Ông nội, ông đừng đánh bố, bố đau." Con bé khóc thảm thiết, mắt sưng húp. Tôi xót ruột nắm cánh tay nhỏ bé đỏ tấy của con. Ngoài phòng bệnh, lộ dương đứng đó, lưng khòm xuống, bàn tay rũ bên người không ngừng run rẩy Anh ta bất lực nhìn tôi. Anh không ngờ, anh không ngờ tiểu mạn lại xông tới. Anh, đều tại anh, anh đã không bảo vệ tốt cho con. Vì tiểu mạn bị thương nên cả gia đình họ lộ hỗn loạn. Tôi biết không ai cố ý làm vậy nên cũng không trách ai. Nhưng tôi đau lòng, Lộ Dương, Tiểu Mạn rất yêu anh. Ừ, anh nhưng anh không yêu con bé. Không phải. Lộ Dương hốt hoảng vội vã phủ nhận. Tiểu Mạn nhút nhát sợ đau lại bướng bỉnh, lần nào khám bệnh cũng khóc, vì thế anh không thích đưa con đi bệnh viện. Có một lần xét nghiệm máu, y tá giúp tôi giữ tay con, cô ấy rất khó chịu hỏi tôi, bà con bé đâu? bà nãy không phải ở đây sao? Sao giờ lại không thấy? Khi đó anh ở bên ngoài hút thuốc. Anh từ chối cuộc gọi của tôi. Nhưng anh lại đau lòng vì tưởng ninh. Cô ta nói anh đã ở bên cô ta suốt đêm khi cô ta bệnh. Anh có biết bao nhiêu đêm tôi đã ở bên chăm sóc tiểu mạn khi con ốm đau, sổ mũi, ho hen hay không? Tôi lau nước mắt trên mặt. Nhưng không sao, tiểu mạn mới có 5 tuổi thôi, anh có thể bù đắp Tôi sẽ không nói với con rằng anh không yêu con. Anh vẫn có thể là một người cha tốt của con. Nhưng chỉ có một điều, mẹ kế của con bé có thể là bất kỳ ai trừ tưởng ninh. Lộ Dương sừng sốt, vội vàng hỏi. Sao có thể chứ? Anh với tưởng... Tôi ngắt lời anh ta. Tôi biết hai người còn liên lạc. Tôi chỉ nói cho anh biết. Nếu anh ở bên tưởng ninh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thuyết phục tiểu mạn không nhận người cha như anh. Lộ Dương bỗng nắm lấy tay tôi. Niệm niệm, em vẫn để ý, có phải không? Mắt anh ta tràn đầy mong đợi. Tôi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ý anh ta. Tôi buồn cười đẩy tay anh ta ra. Tôi không điều tra anh, cũng không điều tra cô ta. Cô ta chủ động thêm quy chat của tôi rồi nói thế. Phải rồi, anh có thể bảo cô ta sau này đừng quấy dày tôi không? Tôi không quan tâm việc anh tốt với cô ta như thế nào. Tượng Ninh nói Lộ Dương đã đưa cho cô ta 500.000 nhân dân tệ, tìm cho cô ta một công việc mới. Cô ta nói, anh ấy vẫn luôn thương tôi, bây giờ hai người đã ly hôn, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Cô ta tự cho là thông minh, đàn ông muốn cứu vớt một người con gái khỏi trốn phong trần, chính là cứu một người trong sạch, có phẩm giá, thanh cao, một người không kiêu ngạo, không xiểm định, chứ không phải là một người có mưu đồ khác. Hiện giờ cô ta cháy nhà lòi mặt chuột, mất khí khái, đàn ông hẳn phải thất vọng. Quả nhiên, Lộ Dương đòi lại 500.000 nhân dân tệ, yêu cầu cô ta viết giấy nợ, yêu cầu cô ta trả lại từng khoản tiền nợ. Lộ Dương nói, anh cũng không phải đối xử tốt với cô ấy, anh chỉ muốn làm xong việc cuối cùng, anh chỉ nghĩ giúp người giúp cho chót, niệm niệm, anh sai rồi. Anh ta nói, anh không nên vì tưởng ninh mà làm em đau khổ. Tôi cười nói, thật ra cũng tốt. Cái gì? Tưởng Ninh xuất hiện, thả rằng nói tôi đau khổ còn hơn là khiến tôi khó xử, không thể chịu nổi. Đang trong thời kỳ hôn nhân mà anh lại chăm chờ ngàn tre một người phụ nữ khác. Đây là điều khiến cho người ta mất mặt, tựa như bị làm nhục ở nơi công cộng vậy. Rất xấu hổ. Không biết lời nào của tôi chọc đến lộ xương. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thì nói thì ra em thật sự không còn yêu anh nữa nhìn anh ta có vẻ rất buồn bã anh ta hỏi tôi từ khi nào thì em không còn yêu anh tôi lắc đầu không nhớ nữa khi nào thì em thực sự muốn ly hôn tôi suy nghĩ một lúc bắt đầu từ lần trước tôi đề cập đến việc ly hôn đó là chuyện của hai năm trước lần đó chúng tôi dẫn con đi dã ngoại cùng với bạn bè tiểu mạn gặp được bạn bè cùng trang lứa thì rất hưng phấn lúc chạy chơi thì con bé đụng phải kệ để gia vị dùng để nướng thức ăn tôi thì lo tiểu mạn bị thương nhưng lộ dương thì lại dùng chân đạp ngã tiểu mạn anh ta rất tức giận bất cứ khi nào tiểu mạn hơi mất kiểm soát thì anh ta sẽ nổi trận lôi đình nhưng tôi không ngờ anh ta lại đánh con nơi công cộng và tôi cũng là lần đầu tiên tôi mắng anh ta trước mặt mọi người vì tôi mắng anh ta anh ta không nói một lời bỏ ra nước ngoài hơn nửa tháng tiểu mạn nhiễm virus nôn mửa tiêu chảy tôi không liên lạc được với anh ta mẹ anh ta viêm ruột thừa nửa đêm nhập viện tôi cũng không liên lạc được với anh ta sau đó anh ta quay lại như không có chuyện gì xảy ra nói anh ta mua quà cho tôi tôi chỉ nhìn anh ta nói chúng ta ly hôn đi đó là lần tôi kiên quyết nhất trong việc ly hôn Tôi kiên trì suốt một tuần, nhưng anh vẫn không đồng ý, anh không chịu ly hôn, anh dỗ dành tôi, dỗ dành Tiểu Mạn, giống như vô số lần trước đó, anh nói anh sai rồi, anh nói anh sẽ thay đổi, sau đó tôi bùi lòng, nói thôi không ly hôn, nhưng Lộ Dương à, lần đó không phải anh đã dỗ dành được tôi, đơn giản là tôi mệt mỏi, nếu anh không đồng ý ly hôn thì tôi chỉ còn cách khởi kiện, nhưng kiện thưa quá phiền phức. Nếu giữa hai bên không đồng thuận thì có thể còn phải mất vài năm giày vò. Quá trình này quá lằng nhằng, tôi từ bỏ, đồng thời cũng từ bỏ yêu cầu với anh. Yêu cầu cũng là điều phiền toái. Có yêu cầu thì sẽ có kỳ vọng, kỳ vọng không được đáp ứng thì sẽ khó chịu. Thay vì vậy thì ngay từ đầu không cần phải mong đợi nữa. Mấy năm nay chúng ta sống rất bình yên, tôi không hề yêu cầu anh làm bất cứ việc gì cũng không mong đợi anh sửa đổi điều gì. Nhưng tôi vẫn luôn chờ, chờ anh lộ ra ý muốn ly hôn. Tôi tin chắc anh sẽ ngoại tình. Tôi cũng mong đợi anh ngoại tình. Tôi chỉ còn chờ trước khi anh ngoại tình thì đạt được thỏa thuận với anh. Có người từng đánh giá tình cảm của tôi với Lộ Dương. Họ nói quá xuân rẻ thì khó có thể lâu dài. Đàn ông thích chinh phục những điều kích thích nếu một mối quan hệ diễn ra quá thuận lợi sẽ không có tính khiêu chiến. Những thứ có được dễ như trở bàn tay thường không được trân trọng. Ban đầu tôi không cho là đúng. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể thuận buồm xuôi gió đi tới là vì tình cảm của chúng tôi đủ tốt, tình yêu của chúng tôi đủ sâu. Tất cả người trẻ tuổi đều như thế, tưởng rằng mình là người may mắn duy nhất, người khác có thể cả đời không gặp được tình yêu, nhưng tôi chắc chắn tôi có thể, nhưng họ đã quên, tình yêu như bóng ma Chúng ta luôn nghe nói về nó, nhưng chưa ai từng thấy nó. Thời thế đổi thay, thế non hẹn biển đều sẽ biến mất. Những nồng nàn mãnh liệt đều sẽ dần trở nên bình thường, yên ổn. Đặc biệt, giống như tôi và Lộ Dương, vốn là lặng yên không gợn sóng. Nhưng không sao, tình yêu chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời. Thất bại ở giai đoạn đó, có thể bạn sẽ rất đau khổ nhưng khi bạn bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, cùng lắm thì cũng chỉ thận thờ vài ngày. Chúng ta luôn luôn tiến về phía trước, dù thế nào, chúng ta đều phải tiến về phía trước. Sau khi ly hôn, Lộ Dương trở thành một người cha tốt, mỗi tuần anh ta sẽ dành một ngày đưa Tiểu Mạn đi chơi. Điều này làm cho Tiểu Mạn rất vui, hai cha con đi công viên trò chơi, đi sở thú, Lộ Dương dẫn con bé trải nghiệm những điều mà tôi không thể nào làm cho con ví dụ như tiểu mạn nói bố có thể đặt con lên vai bố cao lắm nhưng con không sợ rất mỉa mai tôi đã từng dùng hết phương pháp cũng không đạt được mục đích sau khi ly hôn thì lại dễ dàng đạt được nhưng cũng nhẹ nhõm hạt cát không thể giữ chặt thả buông bỏ còn hơn làm khổ mình khổ người một ngày nọ tiểu mạn lén nói với tôi bố cứ bảo con rủ mẹ đi chơi cùng nhưng con không muốn tôi tò mò hỏi con sao vậy còn nói vì mẹ không muốn lộ dương muốn tái hôn là việc rõ như ban ngày rất nhiều bạn bè chung của chúng tôi đều đồng tình rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ quay về bên nhau dù gì thì tình cảm đã bao năm như thế đâu thể nói buông là buông lộ dương nói anh có kiên nhẫn sớm muộn gì cũng có ngày anh theo đuổi lại được em niệm niệm anh sẽ thay đổi anh sẽ biến thành người như em mong muốn em đợi anh Tôi bảo Lộ Dương đừng lãng phí công sức, nhưng anh ta không nghe. Mãi đến khi tôi có bạn trai, Lộ Dương nổi cơn thịnh nộ muốn ra tay. Nhưng người ta trẻ hơn anh ta, thể lực cũng tốt hơn anh ta. Anh ta đỏ hoe mắt, van xin tôi, đừng rời đi, đừng đối xử với anh ta như vậy. Em trừng phạt anh như thế nào thì cũng được, nhưng mà điệm điệm mà anh xin em, đừng như thế này, anh không chịu nổi. Anh ta nói anh ta không thể chịu đựng được việc tôi ở bên người khác, càng không thể chịu đựng được việc tiểu mạn gọi người khác là bố. Tôi hứa với anh ta, anh yên tâm, anh vĩnh viễn là bố của tiểu mạn, tiểu mạn cũng chỉ có một người bố là anh thôi. Nhưng chỉ trong giới hạn đó, những việc khác thì không liên quan đến anh ta. Lộ Dương không hiểu, anh đã phạm sai lầm lớn đến mức nào mà em đối xử với anh như vậy, tư niệm anh không thể tha thứ đến thế sao? vấn đề này khiến cho tôi lạnh nhạt hẳn trên đời này có rất nhiều thứ không có cái giá cụ thể vì không có giá người bị tổn thương cũng không có đáng được nhận một câu xin lỗi lộ dương anh ngẫm lại xem bao nhiêu năm qua của chúng ta có lẽ anh còn nợ tôi và tiểu mạn một lời xin lỗi tuy nhiên không phải lời xin lỗi nào cũng có thể đổi lấy một câu không sao đâu lộ dương rất bận rộn mặc dù anh tự mình gây dựng sự nghiệp nhưng cũng đang dần tiếp nhận công việc của gia đình anh cần thường xuyên tăng ca đi công tác vì thế anh trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh tư niệm nhưng từ khi có con hai người hiếm khi có được thế giới hai người tiểu mạn khó chăm sóc hay khóc thường quấy cho dù trong nhà có bảo mẫu có người hộ lý chăm sóc mẹ con trong thời gian ở cữ nhưng mỗi ngày lộ dương đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc Tiếng ồn tần số cao này liên tục đập vào màng nhị của Lộ Dương, khiến cho anh ta cáu kỉnh bực bội. Lộ Dương nhớ lúc tư niệm còn đang ở cữ. Đêm đó khi đi xã giao về nhà, mới vừa vào cửa đã nghe tiếng của Tiểu Mạn khóc. Anh hỏi chị hộ lý sao không dỗ nó. Chị hộ lý cười nói trẻ sơ sinh hay khóc là việc bình thường. Thấy anh về, tư niệm vui vẻ, bảo anh qua nhìn con. Lộ Dương không muốn đi, nhưng anh không thể nói thẳng là không đi được vì thế anh kìm nén sự bực bội của mình vào phòng con tư niệm bảo anh ôm con anh ôm nhưng anh vừa bế con bé đã khóc giống lên tiếng khóc khiến cho huyệt thái dương của lộ dương nhảy lên liên hồi giây tiếp theo anh ném đứa trẻ vào trong nôi khi đó lộ dương cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì là không đúng anh cảm thấy mình biết chuyện gì diễn ra Lúc anh ném xuống thì con bé cách nôi không xa, giường lại mềm mại như thế, không có khả năng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà tư niệm lại nổi điên lên. Cô ấy dại ra vài giây rồi hét lên thất thanh. Cô bé con gái lên, ánh mắt nhìn Lộ Dương như muốn băm vằm anh ra thành từng mảnh. Đó là lần đầu tiên Lộ Dương nhìn thấy tư niệm mất lý trí đến như vậy. Cô bảo Lộ Dương cút đi. Cô khóc đòi gọi cảnh sát, nói Lộ Dương muốn giết con cô đó là lần đầu tiên lộ dương cảm thấy tư niệm giống như người điên sau đó thì có lần thứ hai lần thứ ba khi đó tư niệm thường nói lộ dương chúng ta nói chuyện đi lộ dương rất ghét câu nói này lại nữa lại tới nữa anh cảm thấy chả có gì để nói cả cũng không cảm thấy mình đã làm gì sai tại sao phải dành thời gian cho con cái nó còn nhỏ như vậy biết cái gì chứ trong nhà không phải có bảo mẫu có hộ lý sao tại sao phải phí sức lực cho những việc này anh về muộn thì sao nào làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi về nhà cũng không thể nghỉ ngơi anh đã trốn rồi sao còn không buông tha cho anh nhưng tư niệm vẫn luôn theo sau anh lầu bầu cằn nhằn giống như chị tường lâm dưới ngòi bút của lộ tấn trước đây lộ dương không hiểu chị tường lâm đúng là rất bất hạnh cho nên chị ấy kể lể nỗi đau khổ của mình thì sao chứ nhưng sau này lộ dương dần phát hiện ra thật sự rất phiền một người không thể đồng cảm hoàn toàn với người khác lần đầu tiên bạn nói có thể tôi sẽ đau lòng lần thứ hai bạn nói có thể tôi còn xúc động nhưng lần thứ ba lần thứ tư những lời tương tự lặp đi lặp lại khiến cho người kia chỉ còn lại chống đối lộ dương cho rằng cuộc sống áp lực tẻ nhạt buồn chán và đau khổ như vậy sẽ kéo dài mãi cho đến một ngày anh bỗng phát hiện đã lâu rồi tư niệm không còn chủ động gọi điện thoại cho anh cuộc sống của anh cũng trở nên thoải mái hơn không ai kiểm soát không ai can thiệp anh cũng không cần phải bỏ ra thời gian hay sức lực gì mọi người nói tư niệm là người vợ tốt lộ dương cũng đồng tình nhưng cuộc sống hôn nhân vẫn nhàm chán nhàm chán đến mức khi tưởng ninh bị người ta đưa đến phòng anh anh lại tò mò về những điều cô ấy đã trải qua anh nghe tưởng ninh khóc lóc kể lể quá khứ của mình chuyện xảy ra ở quán bar cô nói không sao dù có gắng gượng vất vả đến đâu cũng không thành vấn đề miễn là có thể trả nợ cờ bạc cho bố sau đó rời đi với lương tâm trong sạch khoảnh khắc đó lộ dương động lòng chắc ẩn anh cảm thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, một cô gái cùng đường tuyệt vọng như vậy, lẽ ra phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, anh đến quán bà đó, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của tường ninh. Tôi muốn cứu cô ấy. Đó là ý nghĩ lúc ấy của Lộ Dương. Xong việc ngẫm lại thật là hoang đường. Nếu như Lộ Dương là người đứng nhìn, anh sẽ cảm thấy người đàn ông làm như thế là thẳng ngốc. Giữa nam nữ, làm gì có quan hệ bạn bè thuần khiết. Trên đời này, có bao nhiêu người cần cứu vớt, vì sao lại là cô ấy? Nếu cô ấy là người mắt lé miệng lệch, mặt lờ loét, liệu anh có cứu không? Nói cho cùng, chẳng qua trên đầu chữ sắc có một con sao. Tưởng Ninh lên kế hoạch từng bước, Tưởng Ninh đang tính kế anh. Lộ Dương không bất ngờ khi phát hiện ra sự thật này, anh lấy lại 500.000 nhân dân tệ đưa cho Tưởng Ninh, anh yêu cầu cô viết giấy nợ, trả lại 800.000 nhân dân tệ đã trả nợ giúp cô. Tưởng Ninh cười chế giễu anh. Anh cho rằng làm vậy thì vợ anh có thể quay về sau, anh cho rằng hai người ly hôn thật sự vì tôi sao? Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy, là anh tình nguyện mắc mưu thôi, còn về vợ anh, cô ấy từ đầu đến cuối không hề bận tâm đến tôi. Ồ không là từ đầu đến cuối cô ấy không thèm để ý đến anh tư niệm không yêu anh hết người này đến người kia nhắc nhở anh như vậy lộ dương không muốn thừa nhận nhưng anh không thể không thừa nhận anh đã mất tư niệm từ lâu sau này cậu định như thế nào có người hỏi lộ dương lộ dương hút thuốc giọng khàn khàn đáp nuôi tiểu mạng thật tốt kết hôn không không hôn nhân chôn vùi tình yêu của anh hôn nhân quá tẻ nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm rất hay mang tên hôn nhân trôn vùi tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.